Xin chào mọi người. Hôm nay ngày 2/4/2020. Đây là ngày 10/3 âm, tức ngày dỗ tổ Hùng Vương. Trong cái thời điểm mà dịch Covid đang có trong giai đoạn nguy hiểm, cho nên là đang được thực hiện cái việc nghỉ theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Người dân hạn chế ra ngoài ra đường, này còn được nghỉ dỗ tổ, mình lại tranh thủ tách ghép cái chậu lan hạt vĩ này nhé.
Thì mình sẽ trồng luôn cho mọi người xem. Còn các cái cây kia thì mình trồng sau. Mình chuẩn bị sẵn một số các cái chậu để tí nữa trồng. Bây giờ thì mình sẽ trồng cái cây này đi nhé. Trồng cây này cho mọi người cùng xem tham khảo thôi. Coi như là ta giao lưu trao đổi kinh nghiệm thôi. Mình cũng không nhiều kinh nghiệm như anh em chơi lan, nhưng mà cũng đủ kinh nghiệm để chăm sóc chơi chơi lan góc nhỏ cho mọi người nhé. Cái này mình cũng chỉ cái tách như thế thôi. Đây, mình chuẩn bị sẵn cái chậu này là mình hướng dẫn mình trồng chậu gỗ nhé. Mình chuẩn bị một cái lưới, tấm lưới họ hay bán ở ngoài chợ để che gà này. Thì mình lót cái này là mục tiêu là để lúc nó không bị rơi các cái giá thể ra ngoài. Mọi người gấp lại cho gọn. Một số thì anh em thì cẩn thận là họ lấy dây rút ấy, dây rút phi đó mọi người. Cẩn thận rút thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà mình dùng cái giá thể bằng vỏ thông thì là cái vỏ thông nó sẽ nặng. Cái vỏ thông mình ngâm sẵn đây này, mọi người nhé. Đấy, bốc một bốc là gần đầy. Mình dắt các cái kẽ này để che cho nó phải dơ
hơi các cái nó chảy ra ngoài. Cái này đúng rồi. Để thích ghép sơ dừa thì ghép. Mình vẫn có chú vỏ dừa nhưng mà mình để ghép các cái clip khác nhé. Đây mình ghép cái này. Nhập các cái to to quá ra để nó chèn ra góc ngoài. Đây mình lấy rêu này. Rêu này lót dưới là để đến lúc là ta bón phân là nó sẽ có nhiệm vụ là lưu giữ cái phân để lại, sẽ không bị trôi hết phân. Còn anh em có sơ dừa thì bỏ sơ dừa cũng được, hoặc bỏ than củi cũng được, không sao cả. Cái đoạn này mình bỏ hơi nặng đậm tay hơn tí để cho nó giữ được cái phân. Đây mọi người nhé, đây là phân chùm quế này. Có cả cục cả bột. Mọi người yên tâm nhé, tay mình bốc trực tiếp cái này thôi, nhưng vì cái phân chùm này nó khô rồi. Còn đây là ít phân bò này, phân bò, phân trâu khô này. Này mình đã trộn với vôi bột rồi. Đấy, thế thôi. Sau cái lớp này mình sẽ rắc một ít cái lớp rêu lên để cho nó giữ cái phân cho nó khỏi bay đi. Dưới nó khỏi bị tung tóe ra ngoài. Khi mà cây ăn qua cái lớp này rồi thì nó sẽ đến được cái lớp phân luôn, là cây sẽ tốt luôn, sẽ ăn phân trực tiếp sớm hơn, cây sẽ phát triển sớm. Thế là xong cái giá thể đấy mọi người nhé. Tôi chuẩn bị sẵn một số các chậu khác để tí tôi ghép các cái rễ khác. Quay lên đây nhìn cái rễ này. Thì lấy cái que cắm mọi người nhé. Chỗ này tôi vừa đo nó hơi trũng rồi, tôi kê cái này lên cho nó cao lên. Đó. Cao nhô lên một chút. Để phòng mùa mưa nó không bị úng dễ, không bị thối mất gốc luôn, nhô hẳn luôn. Đây nhé mọi người nhé, tại sao mà tôi lại khả năng buộc cái này ra? Tôi buộc cái này là mục đích là để cho cái cây này nó đứng lên. Thank you.
lót xốp này, xong rồi lót ít sơ dừa này, rồi bỏ phân này. Xong bên trên là tôi cho vỏ thông với lại cái rễ cây dớn và cái rễ của cái bộ gốc, bộ rễ của cây ổ rồng. Đấy, tí nữa tôi sẽ lót thêm một tí cái vỏ thông nữa là xong. Lót thêm tí nữa. Cái mùa này thì bắt đầu bón phân được rồi, nên là trong chủ tôi cũng bỏ ít phân vào luôn. Chỗ như này là tôi đã bỏ phân trước đó rồi nhé. Mà mình đụng phải cái đầu rễ non của nó là nó đầu rễ non này mọi người đấy, mà mình đụng vào phát là nó gãy cái đầu rễ là chuột luôn, là nó lại phải phát triển lại cái rễ từ đầu này là xong rồi. Mai tôi phải ghép ra 8 chậu nữa, 8 chậu cộng với 2 chậu này thì thành 10 chậu nhé mọi người. Rồi, xin chào mọi người ha. Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng với kênh Xuân Vùng Cao. Và những ai chưa bấm đăng ký và bấm chuông theo dõi kênh ấy, thì nhờ mọi người ủng hộ và bấm đăng ký theo dõi kênh Xuân Vùng Cao. Đấy, mong mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của Tuân Vùng Cao nhé. Đây là cái thành quả của việc tách ghép chậu lan hạc vĩ đột biến. Đấy,
Tôi ghép xong tạm thời được hai chậu này nhá. Còn mấy cái này nữa để tí ăn cơm trưa xong ghép tiếp. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người xem kênh của mình vui vẻ nhá. Có những comment bình luận để ta trao đổi thêm kinh nghiệm trong quá trình thực hiện clip, như là thực tế của các nội dung trong clip mọi người xem. Xin cảm ơn tất cả mọi người.